Ok, chúng ta sẽ đổi content. Chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ làm viết, chúng ta sẽ viết nhạc. So, anh sẽ ngồi đây viết chung với mọi người nhé. So, tất cả mọi người có thể gọi là đóng góp cái lyrics. Ok, bây giờ tất cả mọi người cho anh một cái câu kế tiếp với vần I. Go. A few moments later. Ok. Yeah, you know the team represent the south side. Vẫn sẽ phải đi tiếp từ khi nào xây thành lâu đà. So baby, anh không biết nếu như tình ta được lâu dài. Cause I'm still here with the team, the team, the team. I fucked it up, I'm coming down with the team. Nhưng cũng cho ta lỡ dám thân vào with the team. Mãi mà lo nhưng vẫn mãi tự hào by my team. So I'ma smoke, I'ma drink, cause the team is on the fast lane. Time to say all the girls with daddy issues. Đều đòi lúc là tiểu thư. Cause nguyên team nhìn như mấy thằng vô học, nhưng lại toàn bác sĩ với kỹ sư. Ok.